Xin kính chào bạn vị, hiện tại Xiaomi là một nhà sản xuất khá là thành công mà được nhiều người ưa chuộng ở thị trường Việt Nam chúng ta thông qua đường sách tay. Nó vừa có mức giá rẻ này, cấu hình thì tốt, nhiều tính năng. Thế nhưng không phải mọi thiết bị đều sẽ thành công. Và điều này hôm nay sẽ được mình chia sẻ các bạn về những cái chiếc máy của Xiaomi mà mình cho rằng đã thất bại về cả doanh số bán cũng như sự quan tâm của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Nhấn mạnh một lần nữa. Và đầu tiên đó chính là chiếc Mi Note Pro. Mình vẫn nhớ làm mở hộp chiếc máy này vào cách đây là khá lâu, gây cho mình ấn tượng bởi một cái màu sắc viền vàng rất sang trọng, mặt lưng bằng kính. Thế nhưng đáng tiếc Mi Note Pro nhanh chóng thất bại vì sử dụng con chip Snapdragon 810. Nó quá nóng và bị hao pin, trùng số phận với mọi sản phẩm dùng chip 810 khác trên thị trường, như hồi đấy là có OneMe 9, Xperia Z4. Và đặc biệt là Mi Note lại là thành công, đơn giản nó chạy chip 801 và đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Và Mi Note Pro lại gần như không khác biệt với lại cái chiếc Mi Note này. Đến lúc này thì có lẽ chúng ta biết số phận của chiếc Mi Note Pro là như thế nào rồi. Chiếc máy thứ hai đó chính là chiếc Mi 4i. Thật ra mình đã từng làm review con này và chia sẻ các bạn khá nhiều vào năm 2015. Chữ Y ở đây đại diện cho India, tức nghĩa Ấn Độ. Và đây là mẫu smartphone vươn tới một thị trường có thể nói là rất là màu mỡ của Xiaomi. Đáng tiếc là nó lại không thành công, đơn giản sử dụng con chip Snapdragon 615 có hiệu năng không thực sự tốt. Nó lag và giật ngay ở khi chế độ sử dụng bình thường, và khi bật chế độ hiệu suất thì lại máy hoạt động mượt mà hơn, nhưng lại tiêu tốn pin quá nhanh. Và con này cũng bị các bạn quên lãng chỉ trong hai nốt nhạc. Cái tên thứ ba đó chính là cái người kế nhiệm của Mi 4i, đó là Mi 4C. Chỉ sau có 4 tháng ra mắt, mình vẫn nhớ sản phẩm này được đem về Việt Nam với một cái sự mong đợi vì nó có một thiết kế rất đẹp, bắt mắt, sang trọng hơn. Có bổ sung thêm là chúng ta là H-Tab và nâng cấp cấu hình lên thành Snapdragon 808. Với H-Tab các bạn có thể chạm vào cạnh máy để có thể chụp ảnh hoặc thay thế nút back. Con chip 808 thì tốc độ xử lý thua thiệt với cả 801 trên cả Mi 4. Đồng thời người dùng phàn nàn rất nhiều về hiện tượng máy nóng và hao pin. Và giờ đây ở thị trường Việt Nam, khi Mi 4 vẫn đang còn cực kỳ hot thì Mi 4C gần như đã biến mất. Với một cái đợt gần đây có giảm giá nhưng mà mình thấy nó cũng không tạo được cơn sốt được bao nhiêu. Chiếc máy thứ tư đó là dòng sản phẩm Redmi 3. Thực ra thì Redmi 3 là một dòng sản phẩm bao gồm cả Redmi 3X, Redmi 3S, Redmi 3 Pro, vân vân rất nhiều. Và cái vấn đề ở đây đó là nó đem lại ta quá nhiều sự lựa chọn và người dùng cảm thấy bị bối rối giữa dòng sản phẩm này. Dòng máy này được Xiaomi tạo ra nhằm phủ mọi phân khúc, tuy nhiên nó không thực sự thành công bởi nhu cầu người dùng giá rẻ cần một chiếc màn hình lớn hơn. Dòng Redmi thua thiệt rất nhiều so với Redmi Note, khi Redmi Note có màn hình to, thiết kế cấu hình vượt trội. Dù giá của dòng Redmi Note cao hơn dòng Redmi nhưng không quá nhiều, số tiền bỏ ra thêm có dòng màn hình lớn hơn, cấu hình ngon hơn là quá đủ để người dùng là họ quyết định không mua dòng Redmi như Redmi 3 mà sẽ quyết định mua luôn Redmi Note. Và mình cho rằng Redmi 3 vẫn là những cái dòng thiết bị rất đáng để mua, chẳng qua nó là do cái mức tiền nó chênh quá ít so với Redmi Note nên cũng thích mua Redmi Note để giải trí hơn là màn hình nhỏ cũng như là pin khỏe. Và cái thiết bị cuối cùng đó chính là chiếc Redmi Pro. Vâng, tự nhiên không hiểu đâu tòi ra cái chiếc máy này. Dòng Redmi trước đây thì cũng như là tập trung về pin và đem lại anh ta một cái thiết kế và màn hình nhỏ hơn, nhưng không hiểu sao lại tòi ra chiếc Redmi Pro sở hữu rất giống với Redmi Note 4 và lại sử dụng con chip là Helio X20. Và chiếc máy này cũng nhanh chóng bị lãng quên vì thực ra nó là máy đầu tiên có camera kép của Xiaomi nhưng lại khá phiêu, chất lượng cho mình ra cũng không ngon. Và các bạn thấy là mức giá của nó cũng cao so với dòng Redmi. Và nhanh chóng khi mà Redmi Note 4 ra và kể cả so với Redmi Note 3 Pro sử dụng chip Snapdragon đem lại hiệu năng tốt hơn thì nó sẽ không được mọi người lựa chọn. Và đấy là những thiết bị mà mình thấy cho tới lúc này thị trường Việt Nam mà người dùng nhanh chóng lãng quên về các sản phẩm của Xiaomi, không thực sự thành công về mặt doanh số bán hay là gây ấn tượng với người tiêu dùng. Thế thì các bạn nghĩ sao trong những cái chiếc máy này? Các bạn đánh giá sản phẩm nào là kém nhất? Hãy cùng chia sẻ ý kiến bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.